Chị thương mọi mến chào tất cả các em. Trong video trước thì chị có nói với các em trong chuyến du lịch Nha Trang lần này, chị nhất định sẽ ghé thăm một địa điểm rất là đặc biệt, nó có tên là Viện Hải Dương Học. Thì hôm nay trên tay chị đang là hai tấm vé vào nơi này. Chúng ta hãy cùng vào bên trong để khám phá xem Viện Hải Dương Học thì có gì đặc biệt nhé. Nào, chúng ta cùng vào trong. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào tham quan. Ở bên đây thì có rất là nhiều các loài cá đáng yêu nè các em. Đó, wow, con cá sọc sọc kia đẹp quá các em ạ. Nó còn hình như là phát quang nữa thì phải, nhìn màu da của nó rất là xanh và phát sáng nữa. Ở phía dưới thì có rất là nhiều san hô. Bể này là hệ sinh thái rạn san hô, chắc người ta chỉ cho cá vào để trang trí thôi. Chúng ta hãy sang xem bể này các bạn. Bên đây là sinh cảnh đáy biển. Ở phía dưới đáy biển thì chắc chắn là sẽ có một loại cá mà các em rất hay ăn lẩu, đó chính là cá đuối. Kìa kìa các em. Đó, chúng ta có món lẩu rất là ngon là lẩu cá đuối. Ngoài ra loại cá kia là cá gì nhỉ? Wow, có một con cá đuối khổng lồ luôn. Nó đang bám vào đây. Hết hồn luôn em ạ. Trời ơi, con cá đuối này to quá. Còn đây là con cá đuối có nhiều màu sắc. Có đốm đốm ở trên lưng này, màu xanh rất là đẹp. Chị nghe nói rằng có những con cá đuối to khoảng 1 mét luôn cơ. Tuy nhiên ở cái bể này thì hơi nhỏ một tí xíu, cho nên chắc người ta không cho cá đuối to vào được. Chúng ta hãy cùng qua đây xem tiếp nào. Bên đây là hệ sinh thái biển khơi. Ở đây cũng có rất là nhiều cá luôn. Có những con như kiểu là cá mập kìa các em. Hơi giống giống, không biết có phải là cá mập không. Con cá này thì có vây rất là nhọn. Chị rất là thích cá luôn. Bể này thì rất là lớn, tuy nhiên chúng ta lại nhìn thấy ít cá quá. Kia kìa, con cá kia hơi giống giống cá mập kìa. Đó, cá mập. Đó chính là cá mập hả? Wow, sợ quá. À, đây là hồ cá mập. Tại sao cá mập lại cho ở lẫn với các em cá khác được nhỉ? Nếu mà cá mập ở các em cá khác thì nó có thể ăn thịt cá mập. Ăn thịt các em cá khác. Bể này thì chúng ta không được đưa tay ra đây đâu. Nếu mà đưa tay ra thì cá mập sẽ nhảy lên và ăn thịt tay ra mất. Không được đâu. Kìa, nó đang tiến lại gần với chị. Nhưng mà các em cá mập này sao nhỏ thế ta? Chị xem ở trên TV thì các em cá mập to lắm mà. Chắc là đây là cá mập con. Còn đây là cá Nemo, hay tên khoa học của nó người ta gọi là cá khoang cổ Nemo. Rất là đẹp đúng không kia? Người ta còn nhân giống rộng rãi và nuôi nó luôn đấy. Đây này. Đây là những em cá Nemo lớn hơn. Wow, các em nhìn này, san hô này. Nó rung 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 đấy. San hô thì nhìn giống như là một cái cây. Tuy nhiên nó là động vật đấy các em ạ, không phải là thực vật đâu. Wow, san hô thật là đẹp. Bên trong chiếc bể lớn này là các em rùa các em ạ. Ở trong bể lớn có các em rùa thì người ta đã thiết kế nguyên cả một bờ cát cho em ấy lên đấy đẻ trứng. Bởi vì rùa sẽ bới cát để đẻ trứng bên trong, sau đó lấp lại và đợi đến ngày trứng nở thôi. Một em rùa đang bơi lại gần chị. Rùa ơi, rùa ơi. Em rùa này thân thiện quá. Còn em rùa kia thì không thân thiện một tí xíu nào. Phải là rùa mà chị để ý rồi, nó có tên gọi là đồi mồi, rất là giống rùa đúng không các em? À, còn bên đây là vích và rùa xanh. Tại sao chị thấy em nào cũng giống nhau nhỉ? Sao em nào cũng giống nhau mà lại có ba loại vậy ta? 1, 2, 3 em này là giống y hệt nhau rồi này. Ừ,
Đây là cá mao tiên các em ạ. Lần trước thì chị đã nhìn thấy ở Thủy Cung rồi. Rất là đẹp luôn đúng không em? À, đây, đây có em cá mao tiên lớn hơn này. Các em cá mao tiên này tập trung lại với nhau, nhìn như kiểu là san hô vậy. Phía bên này là em cá đuôi gai rù. Nhìn thoáng qua thì chị thấy nó hơi giống em cá Nemo, nhưng mà nhìn kỹ lại thì khác. Nhìn cũng rất là đẹp đúng không em? Wow, còn bên đây là các em cá nhìn mắt rất là hung dữ luôn. Và đây có tên, các em này có tên là cá nhám trúc. Cá nhám trúc đó, đôi mắt màu trắng rất là vô hồn, sợ quá em ạ. Còn đây là một em cá ngựa màu vàng cực kỳ đẹp luôn, cũng là lần đầu tiên mà chị nhìn thấy cá ngựa. Wow, cá ngựa có một cái đuôi rất là dài, nó đang bám vào một cái trụ kìa các em. Đấy, ở đây còn có cả sứa nữa thì phải. Đây là sứa hay là san hô đây ta? Nhìn trong suốt thật là xinh xắn. Đây này, cá ngựa đi. Em cá ngựa thì sẽ đi kiểu vậy, nhưng mà chị thấy rằng hầu hết em cá đứng im hoặc là bám. Ồ, có em cá kia bám ở chỗ kia rung rung, thật là tội nghiệp. Còn qua bên đây sẽ là em cá mó môi dày. Ồ, môi rất là dày giống anh Tiểu Bảo Bảo này các em. Các em nhìn nó thấy giống môi, giống môi của anh Tiểu Bảo Bảo không? Đó, đây, môi kiểu này. Ồ, em cá này xinh quá. Cá bàng chài gù. Cá bàng chài gù. Cá này rất là lạ. Ở đây thì chị thấy rằng các em cá có tên rất là lạ luôn. Cá này là cá kẽm. Cá này xinh quá. Ước gì chị cũng có một em để nuôi. Nhưng mà em cá này thì có hai màu, một màu đen và một màu trắng. Màu đen bên trong kia thì không xinh bằng các em trắng trắng lông lốm ở đây. Ồ, cá gì đây ta? Cá gì mà nhìn lạ vậy ta? Cá mó mèo. Chị cũng không biết mô tả em cá này như thế nào. Ở trên đầu của em này có hai cái sừng. Đây kìa, em cái cá kia trên đầu có hai cái sừng nhớ các em. Đó. Và bơi lượn lờ. Em cá này hồi nãy mình có nhìn thấy ở bên ngoài bể cá đúng không nhỉ anh Tiểu và Bảo Thúy? Không phải đâu. Không phải à? Vậy là khác à? Cũng có màu xanh xanh giống như thế này. Cá búp nẻ xanh. Nếu mà còn nhỏ thì em sẽ như thế này, mà lớn lên thì sẽ như thế kia. Còn nhỏ thì gia đình rất là mảnh mai. Rất là mảnh mai. Vậy là em này dậy thì thành công. Bên đây là cá mó đèn. Có màu sắc thay đổi theo giai đoạn phát triển các em ạ. Theo như thông tin mà chị đọc được ở đây, giai đoạn còn non thì hầu hết chúng là cá thể cái. Wow. Cá thường vùi trong nền đáy cát và ngủ khi mà gặp nguy hiểm. Đây. Đó đó đó, chắc là thấy chị sợ chị gặp nguy hiểm vừa vùi xuống, nhưng mà lại ngẩng đầu lên rồi, thấy chị vô cùng thân thiện rồi. Thấy anh nên là ngẩng đầu lên rồi. Còn bên đây cá nào ta? Ồ, cá mặt quỷ. Không phải đâu, cá mặt khơ. Ồ, anh Tiểu Bảo kỳ quá. Cá mặt, ừ, trời ơi, hết hồn hết vía. Trời ơi, lúc đầu chị tưởng cục đá, sau đó chị nhìn thấy em cá này có cái miệng. Trời ơi, cá nó lạ quá. Hình như bên đây cũng là em cá đúng không? Quay đây theo thật. Đúng rồi, có khác gì đâu. Nhưng mà chị thấy em cá này cũng rất là dễ thương, em nhìn như kiểu san hô vậy. Cá mặt quỷ. Đây này, đây cũng là cá, đây cũng là cá, đây cũng là cá. Vậy à? Đúng vậy. Trời ơi, như kiểu là đá luôn, lạ quá các em ạ. Cá mặt Tiểu Bảo Thúi. Là cá. À, đây cũng là cá, đây cũng là cá này, đây cũng là cá này. Nhìn như cục đá vậy. Vậy mà không bơi hả? Đúng rồi.
xác tại vì cá này chỉ có mặt quỷ đáng sợ. Ai đi ngạ giả vờ làm đá, nếu mà có bất kỳ con vật nào đi ngang qua thì nó sẽ há miệng ra và đớp lấy. Không cần phải bơi lội để bắt cá. Còn bên đây là các em cá mó dị, mó đĩa. Em cá này vui vẻ quá, tung tăng tung tăng. Đây là loài cá lưỡng tính, có nghĩa là vừa là con trai vừa là con gái luôn nha. Lúc nãy thì chị có tưởng các em này là sứa, tuy nhiên sau khi xem xét kỹ lại thì chị mới phát hiện ra rằng đây chính là các em hải quỳ. Rất là lạ đúng không các em? Khi mà các em này núp vào bên trong, các em nhìn này, đó thì nó sẽ cuộn hết cái râu vào bên trong. Lúc nào em ấy thức dậy thì sẽ tua râu ra ngoài. Wow, em này thật là thú vị. Đây là cá sơn đá, cũng không có gì đặc biệt cả. Chị thấy các em này khá là dễ thương. Cá khoang cổ và hải quỳ cũng giống cá Nemo, tại vì cá Nemo thực chất cũng là một loại cá khoang cổ, người ta gọi là cá khoang cổ Nemo. Còn đây là tôm, tôm bác sĩ. Tôm này chắc có khả năng chữa bệnh đây. Nếu mà anh Tiểu Bảo Bảo bị bệnh thì hãy đến đây, em tôm này sẽ chữa bệnh nhanh Tiểu Bảo Bảo thúi. Lần đầu tiên thì nhìn thấy sao biển các em ạ. Ghê quá. Em nhìn này, em này thì có rất là nhiều chân. Cái chân này sẽ giúp em này bám vào đá này, bức tường này. Đó. Phải chân không ta? Hay là cái tua rua gì đấy ta? Nhìn đằng mặt trước thì rất là đẹp, mặt trên thì em ấy rất là đẹp, bên kia thì có một em kìa. Nhưng mà nhìn chỗ mặt này thì hơi đáng sợ một tí xíu. Sao biển này, đây là động vật da gai. Theo như thông tin mà chị biết được, em này là em gì đấy ta? Nhìn đáng sợ quá, nhìn như kiểu một con sâu ấy. Cá thủ lù. Thủ lù như anh Tiểu vào túi. Để thương quá. Còn em cá này rất là xinh đẹp nhưng mà nó mất tiêu rồi. Cá chim xanh. À, cá chim thì vẫn hay ăn, nhưng đấy là cá chim trắng, còn đây là cá chim xanh. Cá chim xanh thì đẹp hơn cá chim trắng. Con sò. Lúc đầu chị cứ tưởng là cá đuối chứ, đây lại là con sò à. Cũng có cái đuôi giống cá đuối nhỉ, cũng nằm ở phía dưới đáy luôn. Đây như có cái vỏ. À, có cái vỏ cứng không? Nó gần, nó có cùng họ với lại nhện và bọ cạp. Ở dưới biển, chắc đây là nhện biển hoặc là bọ cạp biển. Ô đây này các em. Nhìn nó rất là lạnh lùng đáng sợ đúng không em? Bên đây có bạch tuộc. Đâu, bạch tuộc đâu? Ô, đây này, đây này các em. Nhìn này, bạch tuộc này. Nó đang thở trong đấy. Không phải, tim nó đang đập. Tim nó đang đập. Bình, đấy. Bình, tim thấy chưa? Thì nó đọc thinh thinh thinh. Ô đây này, đây này, đây này. Đó, nó có những cái chân này bám vào đây. À, nó không phải là tim đập đâu các em ạ, là nó đang thở thôi. Bụng của nó thụt ra, hót vô xong lại phình ra để thở thôi. Còn cá bên này là cá mó kết, cũng rất là lạ. Nhưng mà không có gì đặc biệt lắm. Chúng ta sẽ đi. Chị vừa nhìn thấy một điều mà các em chưa bao giờ nhìn thấy đâu. Chị nghĩ là như thế, có một vài bạn chưa bao giờ nhìn thấy. Chúng ta cùng đi qua đây để khám phá xem điều gì thú vị mà chị vừa nhìn thấy nhá. Các em đã thấy chưa? Wow, đây chính là xương của khủng long à.
voi lưng gù đây em ạ. Nhưng mà chị đâu thấy lưng em cá voi này gù đâu nhỉ. Em ấy có một cái miệng rất là dài, còn dài hơn miệng chị nữa. Bây giờ chị phát hiện ra rằng miệng của chị cũng ngắn, ít nhất là ngắn hơn em cá voi này. Ồ, đây không phải là khủng long luôn, mà đây là bò biển. Nhìn rất là giống bộ xương khủng long đúng không em? Hai cái chân này đó, có một cái đuôi rất là dài ra đây nữa. Mặt cũng y hệt khủng long luôn, nhưng tên của nó là bò biển. Chắc là cùng họ với khủng long. Khá giống mõm nhọn. Mõm này là mõm của anh Tiểu Bảo Thúi. Mõm của chị không hề nhọn, mõm của chị rất là xẹp, không hề nhọn. Còn tiếp theo đây là cá tầm trung hoa. Hình như đây chính là cá thật luôn, không phải là cá nhựa đâu các em ạ. Nhưng mà người ta đã để khô ra, nên người ta phải bảo quản ở trong một cái lồng kính như thế này, không là sợ chúng ta sẽ chạm vào. Khu vực bên đây tiếp tục là các lồng cá, cho nên chị sẽ không quay kỹ cho các em xem mà chị chỉ lướt qua thôi. Chị đã thấy một làn màng tiên cá cái kia. Khu vực bên đây là rất là nhiều các loại hải sản được cho vào trong những cái lọ. Đầu tiên đó chính là rắn biển. Em nhìn này, wow, con rắn kia đáng sợ quá. Chị rất là sợ rắn luôn. Nếu mà nhìn thấy rắn thì chị sẽ thịt ăn luôn. Thế mà bảo sao? Tiếp theo bên đây, à đây cũng là dòng rắn biển này. Nhưng mà nhìn giống các em cá hơn. Cá nhói. Nhiều em cá quá, những em cá này chết hết rồi và người ta đang muối đấy. Muối thì mà muối người ta đang bảo quản đấy. À bảo quản nào, không phải người ta muối để đợi đến ngày ăn à. Tại vì chị là một con người có tâm hồn ăn uống, cho nên lúc nào chị cũng nghĩ đến ăn uống thôi. Theo như nghiên cứu của chị, đây chính là một em bò biển. Em này là thật luôn và đang được lưu trữ ở trong một cái hộp như thế này. Tất nhiên là em ấy chết rồi các em ạ. Nhưng mà người ta công nhận là lưu trữ giỏi thật. Bởi vì lớp da của em ấy vẫn còn nguyên như khi còn đang sống luôn. Không phải là phơi khô đâu. Em bò biển này ngày xưa chắc ăn nhiều lắm đây, cho nên còn mập hơn cả chị nữa. Chắc là ăn nhiều hơn chị đấy. Khu vực bên đây là nhóm tôm, có các loại tôm khác nhau. Wow, nhóm này phải là nhóm cua chứ nhỉ? Chị thấy có một em cua ở đây này. Vậy là cua với tôm cùng họ rồi. Họ gì biết không? Họ bị thịt. Anh Tiểu mà bảo gì được cái tào lao thôi. Còn bên đây là một em cá khô. Cá nhắm voi. Đây các em ạ. Chúng ta cũng không được sờ vào luôn. Nếu mà nhìn kỹ thì các em sẽ nhìn thấy vô vàn những răng của em cá. Nhỏ ti 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 kìa. Đó, có rất là nhiều răng. Bé tí đó. Cá nhắm voi. Cá này thì sau khi chết đi người ta phơi khô và đặt ở đây. Và như vậy là chị đã đi hết một vòng Viện Hải Dương Học. Chị thấy rằng ở Viện Hải Dương Học này thì không hấp dẫn bằng thủy cung ở Time City Hà Nội mà chị đã từng đi. Tuy nhiên mức giá của nó thì chỉ bằng 1/5 mức giá ở Time City thôi. Cho nên chị thấy như vậy là xứng đáng rồi. Nơi đây thì rất là phù hợp cho những bạn nào yêu cá như chị và anh Tiểu Bảo và Thúi. Còn các em thì sao? Các em có yêu những động vật biển hay không? Nếu mà yêu thì hãy một lần đến đây thử nhé. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em sau.